À, tôi có coi trên cái list thì thấy có một ông nhà sư đó, thì tôi không biết tên, nhưng bữa nay đệ Dùng nói ổng ngồi ngửa nghiêng ở trên cái bục á, ổng nói gì nè: các đạo bạn tu chết không có thành Phật đâu, mà thành con chiên đó, thành con chiên đó. Quý vị thấy vậy là phỉ báng đạo người ta không? Bên đó, bên tôn Thiên Chúa giáo đó, người ta là tín đồ ngoan đạo, chết là thành con chiên. Con chiên là con cái người tín đồ ngoan đạo đó quý vị. Mình không có thể phỉ báng người ta vậy. Chưa chắc gì mấy ông ở đạo Phật mà mấy ông tu thành Phật. Mấy ông một tay nắm cánh hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời, thì mấy ông thành cái gì tự mấy ông biết đi. Chứ đừng có lên mà phỉ báng đạo người ta vậy, thì nó mất lòng với người ta. Con chiên là con chiên ngoan đạo của người ta, nhưng mà mình không có thể mà ngồi ngửa nghiêng mà nói con chiên đó, con chiên đó. Tôi nghe ông ngạo mà tôi cũng thấy bức xúc quý vị. Nên mấy anh thầy chùa của mình lớn lối lắm, nên phải hãy trở về nội tâm đi. Còn không á thì các tôn giáo khác người ta bài mình cũng như là thích những đức mà bị cái dân tộc Cam của người ta phẫn nộ gì đó quý vị. Nên quý vị hãy bỏ mấy thầy chùa này, đừng có bao giờ lại cúng dường cho nó mà cúng chiếu cho nó ăn đi. Mấy cái này nó mượn đạo tạo đời, nó chỉ đi vô chùa để kiếm ăn thôi, chứ thực chất nó không có tu gì đâu. Nếu mình biết tu á, thì phải giữ lực đạo. Đạo của mình thì mình giữ, mà đạo người ta thì người ta gìn. Không có thể mà lên mà phỉ báng người ta như vậy. Hôm rồi cũng có một anh chạy xe buýt, anh nói với tôi, biết không biết thằng thầy chùa nó ở đâu, cô Tư nói con đi, con tới chùa của nó luôn. Đó, mình ăn của đàn na thí chủ, không chịu lo dạy Phật tử để tu hành, để đắc quả, mà lên là hết phỉ báng đạo này tới phỉ báng đạo kia. Thành thử ra mình tu chân chánh chưa, mà lên phỉ nhổ người ta. Người ta thành cái gì thì cái đó là của ân trên người ta sắp xếp, Phật Hoàng sắp xếp, Đức Phật người ta ban, cái mình cũng không có quyền ban nữa. Đừng có bao giờ phỉ báng, nếu thằng thầy chùa này nó còn nói được gì, quý vị công giáo quý vị hãy kéo lại giả cho nó tét cái miệng nó đi. Chứ tu mà sắc sược như mấy người này thì không có đắc quả đâu. Nó nên trở lại nội tâm đi, còn không thì bị cộng đồng mạng nó xé rách cái miệng của mày nghe thầy chùa. Mình tu thì phải lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch, khi thốt ra đôn trắng thiện từ, tích thiện thì từ có bất dư, chứ đâu phải mà ngạo báng người ta vậy. Ngồi ngắt ngay ngắt nghéo rồi thành con chiên đó à, thành con chiên đó à, nói rồi cừ đó. Phải ăn ở không không bị dư tiền quá rồi ăn ở không, không có Mà chuyện gì người mà người tu đâu có móc mô người ta vậy, ờ lúc này là người gì mà đúng lên không? đó ngồi mà làm gì ta, Mấy thằng này là mấy cái thằng đi nó kiếm làm ăn. quỷ. Một là thằng thích nhật nhật từ nè, hai là cái thằng thầy chùa đó đó. Thích nhật từ là cái thằng láo phép, từ hồi đó tới giờ mà chưa bao giờ bị cưỡi lực, chưa bao giờ mà bị mấy anh mà nắm bên tôn giáo bạn đó mà kỷ luật. Cái thằng thích nhật từ này với ông thích đồng hồ thì bị rồi. Rồi bây giờ thích nhật từ nè, rồi bắt đầu thích Cúc Thái Minh nè, hai thầy chùa này là lớn lối nhất đó. Bắt lỗi người ta thì sao mấy còn hai cái thằng sàm tăng này lại không đình chỉ nữa. Nó như ông Thích Minh Đạo của mình á, ông chỉ khen ông Thích Thanh Thích Minh Tuệ của mình. Ông đi như vậy để làm lại sống lại Phật giáo, ông nói đúng đó. Tại vì có những cái thằng sàm tăng như mấy ông đó, những người tu mà ham tiền ham lợi danh như mấy ông làm cho Phật giáo suy si đồi. Câu này của Đức Quỳnh giáo chủ nói nó mà làm cho Phật giáo suy si đồi. Nên khi Thích Minh Tuệ đi làm sống lại cái đạo của mấy ông, nên mấy ông không khen ông Thích Minh Đạo mà lại kỷ luật người ta. Còn hai thằng sàm tăng mà nhất ở trong đạo là một là Thích Nhật Từ, hai là Thích Trúc Thái Minh. Ông nói không đúng sao mà làm cho Phật giáo suy đồi, tức là 2.000 mấy trăm năm khi Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ ngài viên tịch, rồi mấy ông tam sao thì thất bản, mà bây giờ là nhất sang là thất bản rồi. Mấy ông viết đi viết lại cải sửa chánh pháp của Đức Phật Thích Ca thì làm cho cái đạo nó suy đồi là chết chứ còn gì nữa. Nhưng mà có ông Thích Minh Tuệ ông đi để làm cho sống lại cái đạo của mấy ông, đáng lý ra mấy ông phải khen thưởng ông Thích Minh Đạo mới phải đó. Mà mấy ông hiếp người ta Mà căn giảng có để lợi mà Phật Thích Ca nào mà vào ba vợ đâu mà cũng nó lên mà thầy chùa xàm xí của mấy ông đó, mấy ông có kỷ luật không? Nó sách kinh sách nào biên lại là Đức Phật Thích Ca mà ba vợ nó. Bây giờ mấy ông hãy kỷ luật cái thằng thầy chùa thúi đó nữa đi, nó để cho cộng đồng mạng người ta nghĩ là mấy ông là người chánh nhân quân tử, mấy ông cầm cân nảy mực, mấy ông lãnh đạo một tôn giáo mà mấy ông làm cho đúng cách thì người ta sẽ khen thưởng mấy ông, dân chúng của tôi sẽ ái mộ mấy ông. Còn cái này á, có công thì mấy ông không cho hưởng, mà có tội thì mấy ông không chừng. Nó Phật Thích Ca nào ba vợ, kinh sách nào viết lại, mấy ông lên cộng đồng mạng nên kêu cái thằng thầy chùa đó lên sám hối rồi xin lỗi quần chúng. Tại vì Đức Thích
Thái tử Sĩ Đạt Ta mới có vợ chứ Phật Thích Ca nào khi ông là Phật rồi ông cưới vợ hồi nào, phải nói sai không? Mà hồi đó giờ kinh kỳ điển lưu truyền gương hậu thế là Thái tử Sĩ Đạt Ta chỉ cưới công chúa Gia Du Đà La thôi chứ không có ba vợ nữa. Nó mấy ông thấy không, nói sai đảo ngược đi chánh pháp của thầy nó, làm cho Phật giáo suy đồi chứ gì nữa mà mấy ông không chịu nó. Rồi thêm mấy ông nhận tiền nè, bất chấp thủ đoạn nè, nó chỗ nào mà Phật dạy mấy ông tôm góp tiền của người ta mà dạy đảo ngược chánh pháp hết, nói kêu bằng phi nghĩa không à, mãi làm điều phi nghĩa chuyện bất lương, dạ hiểm sâu không thước đo lường, dốc phá hoại đường ngay bôi lẹ thẳng nó. Rồi thêm lời tiếng khắp cao nhẹ nặng làm cho người tu tỉnh phải xót xa nó. Cái người mà tu tỉnh mà chánh đạo đó bị mấy ông đì mấy ông đè làm cho người ta phải xót xa. Rồi mấy ông kêu cộng đồng mạng này người ta chẳng bất bình sao được, tại vì đời bây giờ là thời đại 4.0 rồi, cái nào phải thì người ta tôn mà cái nào quấy thì người ta có quyền nói, mấy ông không có quyền gì cấm người ta hết trơn. Nói đạo nào cũng có những hàng dối tu, không phải tôi nói bên mấy ông không, mà đạo tôi không có. Nhưng mà đạo tôi những thằng dối tu này cũng bị trừng trị rồi, chứ không có dung đâu. Thầy tôi dạy chẳng có gì có dung kẻ quấy, cuộc sám hối vô chùa thường thấy, làm gian lừa biết mấy nhiêu lần, thấy vương gian lường gạt thánh thần mà chua xót cho đời quân hạ. Nó thích chúng tay mình đó, đi vô sám hối ba lần mà có cãi không, nó dựng lên xá lợi này xá lợi kia để tôm góp tiền của Phật tử, vậy là đúng hay sai? Mấy ông hay cắt chức mấy thằng này hết trơn đó, là thế gian này trên cộng đồng mạng này người ta mới thỏa đáng đó. Rồi em Dũng có gì để hỏi không? Vậy cho hỏi cái bà sư cô mà con mắt hé đó, mà sao mà bà lên nó phỉ báng ông sư Minh Tuệ vậy chị? Bà xưng bà là Diệu Âm, bà nói là nhà nước hãy nghe cái câu này của bà nói nha, bà nói là bà đại diện cho nhà nước luôn, công nhận là bà hay nha, bà dám nói là câu bà đại diện cho nhà nước, bà đại diện cho trời, đại diện cho thánh thần, rồi đại diện mười chư phương chư Phật luôn. Ủa vậy là bà tu đắc đạo chưa vậy bà te hé mắt luôn, bà tu đắc đạo chưa? Cái mồm của bà phải nói là láo phép, người ta ở địa phương với bà người ta nói nữa hen, bà chỉ lên là phỉnh gạt người đời, bà dụ mấy đứa nít bà bán từ duyên xá lợi gì đó không biết, một từ 100 tới 200 ngàn đó. Rồi bà dụ dỗ mấy đứa đó, có cái bà này bà lên bà nói là bà tới cái chỗ bà ở đó còn chiếc xe của cháu bà đang đậu chỗ đó, mà con nhỏ này nó là học sinh đó. Bà coi chừng bà liệu hồn cái mạng của bà bây giờ, chứ bà nói bà đại quyền diện chánh quyền hả? Bà là cái con đầu chọc đi kiếm ăn. Cái lý hôm rồi tôi nói là tôi còn nhường bà, tôi sợ bà tu chân chánh tôi đụng với bà là tôi có tội nên tôi nhường bà, chứ bây giờ tôi biết rõ bộ mặt của bà rồi hen, bà là cái con láo phép đi kiếm ăn, bà cạo đầu để bà đi bán đồ, bà gạt người ta, bà gạt tới học sinh luôn rồi bà đi kiếm ăn thôi, chứ thực chất bà chẳng có tu chùa nào hết trơn á. Mà bà kêu Thích Minh Tuệ vô chùa đi để cho người ta ban pháp danh nữa, ổng đã có pháp danh rồi, ngày xưa thầy ổng đặt rồi, nhưng mà ổng giấu tên, ổng không có nói là thầy ổng là ai thôi, ổng sợ là ổng làm chưa xứng đáng rồi sợ mang tiếng thầy, nói người ta như vậy người ta bực thánh nhân người ta còn khiêm nhường vậy. Còn bà là con người láo phép, khi đám cưới đến ma của Vũ Linh bà lỡ bà lấy gậy bà đập trên quan tài ta, bà nói bà ban cái gì, bà ban cái gì, bà đại diện cho ai, bà đại diện địa ngục thì có, bữa nay cái miệng bà vẫn còn sắc láo vậy. Rồi bà nói là bà đại diện cho nhà nước, các mấy ông nhà nước đó, hãy vô coi con mẹ này nha. Bà nói Thích Minh Tuệ là phản động, nhà ai đi theo Thích Minh Tuệ là phản quốc này kia, bà là cái con người phản quốc phản động mới phải đó, cái miệng của bà nó. Rồi con Lê Thị Miễn nè, mày cũng không có bỏ thôi thói của mày ha, cái thói của mày á là gian sang mà dễ đổi bản tánh khó dời đó, cái miệng mày vẫn còn bố láo như thường. Nó nói à, nó ngưng lại rồi mà thấy ngưng đâu, nó ra mỗi ngày luôn á, người ta lỡ hâm nó thì nó nói nó ngưng. Ông Thích Pháp Hòa ông nói là cái vụ nói pháp tốt mà không bằng người nghe pháp, rồi người nghe pháp không bằng người hiểu pháp, người hiểu pháp không bằng người hành pháp, mà nó nói ông Thích Pháp Hòa nói sai. Mày mới là cái con nói sai, mày chẳng hiểu gì về giáo lý chứ, mà mày nói ông pháp sư Pháp Hòa nói sai, ông nói đúng đó. Cũng như cái người nói pháp á, không có phước bằng cái người ngồi nghe pháp. Người ta ngồi nghe pháp mà người ta niệm Phật nên người ta công đức người ta cao hơn cái người nói pháp. Còn cái người nói pháp không bằng người hành pháp, tức là ông Thích Minh Tuệ ra đời ông không nói pháp mà ông hành được pháp, đó là cái người đó cao hơn nữa.
Tại mày không có biết luật pháp. Mày với thằng Minh Sài Gòn á, tao nghe nói là có cái clip nào đó thằng Minh Sài Gòn nó xác nhận là đừng chửi Lê Thị Miễn nữa. Lê Thị Miễn là vợ của nó, hai đứa bay về sống chung mà sống dưới địa ngục á, sống dưới lỗ cống á, sống dưới đường mương á. Cái thằng Minh Sài Gòn á, cái thằng đó tao dồn cái mặt nó như ngáo đá vậy. Nó lên cộng đồng mạng nó nói mà chẳng có tích sự gì hết, không có một câu nào mà nó nói nghe được hết trơn ha. Thành thử ra vừa nói mà vừa gãi đầu bộ một tháng không tắm hay gì. Mày binh ông thầy mày, rồi mày nói thầy mày bị 4 năm bệnh ung thư nên bây giờ cộng đồng mạng đừng có tấn công thầy mày nữa. Thầy mày bị 10 cái ung thư bây giờ cũng chưa đền xong cái thằng mà thích đồng hồ đó nữa. Tại vì nó bán chung đất mà nó nói nó trị bệnh ung thư cho ta nè, à, trị bệnh sida cho người ta nè. Cái thời dịch người ta đang rối khổ tại mà gạt người ta bán 1 ký là 5 triệu đồng mà kêu người ta nuốt sống vậy. Có ai mà tu mà kêu giết mạng người bằng nuốt sống vậy không? Cái thằng Thích Chân Quang này nó sẽ trả còn nhiều hơn nữa, còn gấp 100 triệu lần như vậy nữa. Nó bây giờ nó đang trả nghiệp từ 7 ký mà tuột xuống còn 4 mấy ký. Nó bây giờ mày nhìn cái mặt nó coi còn được bao lớn. Nó tại vì quả bất lành mà tụi mày chưa trả mà tụi mày dai thêm hoài. Nó nên mình nên sám hối đi để ăn năn đi. Nó mày thừa nhận cô Lê Thị Miễn là vợ mày đúng đó. Tại vì hai đứa bay là cái thứ bốc sượt bốc láo nhất ở trên đời này. Dưới gước một cái con đầu trọc thầy chùa mà con mẹ sư cô mà già mắt hí đó, ba đứa bay ở chung đi, cái đồ te hé mắt luôn đó. Mày cũng vậy chứ có thua gì cái bà già đó. Nên tụi bay không có tu, tụi bay hãy rút khỏi ra giáo hội đi. Tại vì Đức Huỳnh Giáo Chủ cho biết nếu ai tự xưng mình là đạo mà không giữ lực đạo, tốt hơn là ra khỏi đạo. Đừng làm ảnh hưởng cho cái tôn giáo của mình, đừng làm ảnh hưởng cho cái đạo của mình. Còn mấy cái anh mà lãnh đạo tôn giáo đó, mấy anh phải cầm cân nảy mực cho đúng đó. Tại vì mấy anh lãnh một trọng trọng trách là một người lãnh đạo một tôn giáo, mấy anh phải cầm cân nảy mực cho đúng để mình trở lại làm một vị thánh nhân, một vị quân tử đó. Cái người quân tử thì không láo phép, không sắc sược, không thiên vị. Mấy ông bốn thằng xàm tăng mà mấy ông kỷ luật mất có 2 thằng, còn 2 thằng nữa mấy ông không kỷ luật. 2 thằng này cộng đồng mạng người ta bức xúc, chùa mấy ông vắng cỡ nào mấy ông biết rồi đó. Tại vì người ta đã nhìn rõ rồi nó, thay thử thử người ta biết người nào chánh người nào tà rồi. Nay gần bụi có người mở ngõ rồi, nên Tích Minh Tuệ này ra đời để mở ngõ. Thì noi theo dấu thỏ đàn dê, dục vô cu nhiều nỗi thảm thê, dạy sanh chúng cho rồi mới rảnh. Nó người ta là chánh đạo thì mấy ông bài bác, còn mấy ông tà đạo thì mấy ông che giấu. Nhưng mà cây kim trong bọc sớm muộn gì cũng phải lòi thôi, không có thể giấu được đâu. Trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi đó. Mấy ông không có chạy khỏi cái lực tạo hóa đâu, người ta sẽ đào thải mấy ông hết thôi. Bây giờ cái mặt nạ của mấy ông đã rớt hết rồi đó. Mấy ông đừng có gì tình riêng làm sai chạy lễ công nữa. Bây giờ cái người nào đúng thì mình cho là đúng, cái người sai thì mình cho nó sai đó. Thành thử ra quý vị thấy không, khi quý vị kêu ông Thích Minh Đạo kỷ luật, mà tôi xin nói với cộng đồng mạng là Thích Minh Đạo này ở Bà Rịa Vũng Tàu, còn cái thằng sư Thích Minh Đạo mà nó ở Đồng Tháp đó, thằng đó là xảo trá giả mang di nghe quý vị. Nó dám bài bác đi 15 năm giò nó không chay, sáng nó ôm mình bác đi khách thực, chiều nó ôm vợ nó ngủ, nó cắt nhà cắt cửa này kia. Thằng đó mới là cái thằng láo phép ở trong đạo nữa đó. Nó thành thử quý vị hãy phân biệt rõ ràng Thích Minh Đạo ở Vũng Tàu khác, Thích Minh Đạo ở Đồng Tháp khác nha. Người ta làm được việc thì nó bài bác. Có ai mà chờ mưa mà mới 3 giờ sáng mới mặc áo mưa mà đứng chờ ông để ra đảnh lễ không? Đó, mình làm được việc như người ta không? Đó, người ta là vị, một có một một vị là người ta cả có sứ mạng là lâm phàm để dạy thế. Ông đi trong mưa gió bão bùng như vậy đó, bước chân ông đi rất là nhẹ nhàng, khoan khoái. Quý vị thấy không, có những người mà đi theo ổng đó chạy lúc trước mà còn không Minh Sài đợi. Gòn á, nó có lên clip nó nói là thầy Thích Minh Tuệ trước đó là đi á, thì mặc áo cái màu vàng của nhà chùa đó, rồi thầy mới không cho mặc, rồi mới lụm vải đó mới nấu vô là đi. Cô cộng đồng mạng ta mà nhờ cô nói dùm một ai không cho ổng mặc cái áo màu vàng, thầy mày là ai mà dám không cho ổng mặc? Tại vì khi mà ổng lỡ cái núi sạn đó đó, ổng quen với cái ông Năm đó đó, ổng mới lụm những cái vải nghĩa trang đó về. Chính ông Năm ổng nói là ổng để cho sư Thích Minh Tuệ ghi một cái lu nước và một hộp xà bông để cho ông Thích Minh Tuệ giặt xong rồi phơi khô, rồi tự ông Thích Minh Tuệ vô cắt rồi tự ông may.
Nên khi mà ông đi đó, ông nói ông đi 1-2 tháng, ông trở lại hay là hoặc 1 năm 2 năm ông cũng sẽ trở lại thăm ông năm đó, thì ông gỡ cái bộ đồ thầy tu lại cho ông năm tới giữ. Bữa hổm ông có lấy ra cho đồng đội coi thì ông đó vẫn cất giữ y nguyên. Ngày xưa ông đi đó ông không phải ôm cái lỗi nồi cơm điện, mà ông ôm như là cái thùng giấy gì đó mà coi như là quý vị mua cái bánh kem ở trên đặt chụp xuống đó. Thì ông năm ông vẫn để cái bộ cà sa đó với cái đồ mà ổng gửi lại đó thì ông năm ổng vẫn giữ. Chứ ai không cho, thầy mày là thằng nào mà dám không cho. Mày nói thầy mày là thằng thích chân quan, thằng thích đỡ đồ đó hả? Nó bây giờ nó là ai thì bây giờ nó bể ra hết rồi đó. Còn mày là ai mai mốt người ta sẽ ngắt đầu mày bỏ xuống ống cống nữa nè. Mày đừng có lớn lối nữa nghe thằng Minh Sài Gòn. Như cái bài thầy chùa giả này đó quý vị. Nhiều người gọi bả là ma nữ rồi tùm lum chứ là đúng đó chứ không có sai. Bà đâu phải là tu, nếu bà tu thì bà ở trong chùa bà niệm Phật, chứ bà đâu có ra ngoài đời mà cái chuyện gì bà cũng chọt mỏ vô. Ngày xưa đám ma Vũ Linh thì bà cũng xía vô, tới con ven lên đồng lên bái bà cũng xía vô, tới bé Tường Lam bà cũng xía vô, gọi giờ tới thầy Thích Minh Tuệ này bà cũng xía vô. Mà bà xía thì quý vị thấy có đúng không? Đó, thành thử ra mình cái người tu phải như thế nào. Còn mấy cái ông thầy chùa mà sắc sược lên mà chê đạo người ta rồi cười hắc nghi nhắc nữa. À, mấy anh bên công giáo đó nghe, hãy kìm cái thằng nhà sư này giả cho nó tét miệng đi. Mấy ông hành bất chánh nên cộng đồng mạng người ta mới chỉ trích mấy ông được. Chứ mấy ông là chánh đạo thì không ai dám bôi bác mấy ông đâu. Bây giờ mấy ông chánh như ông Thích Minh Tuệ ra đời đi, không ai tử gũa mấy ông trên. Chỉ có một phần tử gian là kẻ gian thôi nó, nhưng mà con số ít thôi, không có làm sao mà lung lay được hết trơn á. Tại vì người ta là bậc thánh nhân rồi. Nên quý vị gán trở về nội tâm đi. Nó tu làm sao để đắc đạo, cứu trước nhất là mình đã cứu thân tộc của mình, cứu dòng họ mình, rồi sau mới trở về nó cứu ban vui cứu khổ cho người ta. Quý vị thấy không, những cái ông chánh đạo như ông thiền sư Thích Chí Quảng đó, ông Thích Pháp Hòa đó, người ta nở nụ cười nó như ánh trăng vàng bát ngát đụng tình thương, có suối ngọt chương tri lờ lưỡng chảy, có giống cây từ bi muôn dạng trái, có hoa lầy hoa huệ ngát hương thơm, có con thiền bát ái dị nhân sinh, vượt bể khổ đưa người sang bến giác. Mấy ông làm được như người ta đi, mấy ông hả nói. Còn cái này mấy ông làm không được, mấy ông làm cho cộng đồng mạng người ta phỉ báng nè, ta khinh chê nè, cho tôn giáo là mùi thuốc phiện là đúng đó. Nào ai nếm vào ác là phải nghiện. Tại vì vô mấy ông gu ngủ người ta để mấy ông hốt tiền là mấy ông là mùi thuốc phiện. Nào ai nếm vào ắt là phải nghiện, vẫn còn lo trang võ đấu chinh. Thấy chân nhân dẹp tánh phàm trần mới có thể trông về cực lạc. Mấy ông dẹp bỏ cái tánh tà dâm của mấy ông, mà tà dâm tánh ấy tù đài của nhiều người tham nhũng nghề này chứ ham. Tại vì tiền bạc vô nhiều quá, lợi dụng nhiều quá, mấy ông sang chảnh quá, nên cái tà dâm này nó lôi mấy ông đi xuống địa ngục, chứ không có đưa mấy ông đi giải thoát đâu. Dầu mấy ông là ai đi nữa, dầu mấy ông có bằng cấp cỡ nào đi nữa, nó vẫn lôi mấy ông xuống địa ngục thôi. Cái bằng cấp không có thành vấn đề. Lựa làm chi cao chữ học hành, biết tỏ ngộ ấy là gặp đạo. Đó. Thành thử ra mấy ông phải trở về nội tâm. Nói cách làm sao cho Phật tử kính nể mình, cho quần chúng người ta tôn trọng cái tôn giáo của mình. Như vậy mấy ông là người tín đồ ngoan đạo của Đức Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ. Còn lên giảng nói tầm bậy tầm bạ không. Bên Thiên Chúa giáo người ta tất cả bao nhiêu ông cha người ta lên ta khen ông Sư Minh Tịnh cái người đó người ta mới chánh nhân quân tử đó. Tại sao đạo người ta ta khen rồi mà đạo người khác làm đúng người ta cũng khen nó, còn mấy ông lên phỉ bán người ta chết thành con chiên à, con chiên à. Cái thằng thầy chùa láo phép gặp tôi cũng giả nó đó quý vị. Quý vị bên công giáo nó lâu cái thằng thầy chùa nó ra tán cho nó vài bạt tay đó. Đồng ý là nó phỉ bán nó có tội, nhưng mà mình phải xử nó trước đi. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ mà thử những người trung nghĩa vẹn toàn. Nó quý vị hãy từ gài sắp tới những cái thằng xàm tăng, những cái thằng nhảm nhí đó, quý vị hãy lôi đầu cỡ cổ nó xuống để cho chấn chỉnh nền đạo lại, để cho chấn hưng Phật pháp mới là. Nó nói cho đời hiểu Phật Thích Ca, lòng tự giác xả thân tầm đạo. Nó Phật đó mà nó còn chê, nó không hồ gì mình nó nể.